không biết dám ăn gì. Tịt luôn này. 5 lít. Đó 1 triệu cân. Thêm 1 triệu cân này với thêm 5 lít. Bỏ à? Bỏ hết rồi. Thêm 5 lít à? 5 lít thôi. Bán đầu nhẹ nhàng thế thôi. Được. Cân, làm lại. Cân luôn á, cân luôn á. Đấy. Năm nữa. Năm thôi mà cân. Có những lúc 5 mà còn thắng cả cả sấp luôn á. Tùy cánh người ta phải lá đánh. Đúng không? Nó hơn nhau thần thái. Đúng rồi. Sao phải xoắn quẩy? Cái ẩm chưa nhỉ? Thôi để cho em up thêm phát đi. Yes. Cho em mày up thêm phát. Được. Up thêm phát. Bên Hawaii nhắn. Nhắc. Cân thêm 500. Đấy cũng cân thêm 500 là cân. Chịu rưỡi gì? Thử xem tình hình như nào. Bỏ. Bỏ nói ốp bài. Hai bạn đầu xấu thế. Thế đánh em nhường luôn. Em phải nghiên cứu tí chứ. Chị nhàn đi, 5. Phần rắn này 8 đâu mà 9. Đấy là 9. Ăn được quá này, ra đi. 3 nước bài thôi em ạ. Lèo tèo quá. Hai nhà kia, gà đi. Lèo tèo quá, lèo tèo quá. Đây là 1 triệu. Em gái áo đỏ, cân 2 lít, 2 triệu. Em gái có 2 quả đồi to nhỉ. Múc luôn. Mình đồ này nó có độ em ở đây đỏ không? Đồ này cũng vun 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 sới chưa? Vun sới cái gì? 2 triệu cân em à. Ôi, cha thế. Không cần bỏ. Bỏ đi úp bài. Ôi thôi cả nhà cứ chơi đi nhá. Thôi. Em đi vệ sinh tí. Nhà kia là đi đâu ấy? Không. Đau bụng quá. Không biết dám ăn gì. Cứ bảo gà đi. Đây từ từ. Đã, mày có vấn kỳ ván mới. Đang cho em bảo đỏ lên.
vàng ấy. Đau bụng mà. Cân bao nhiêu? 1 triệu. Bao nhiêu? Thêm 1 triệu đuổi ngay từ tập 1. À ừ, nhưng mà người ta không chạy. 2 triệu cân thêm 1 triệu. Bài làng đỏ nha. Chả biết được. Bỏ. Thêm 1 triệu. Bài làng này đỏ thế. Được. Thôi là 3 triệu là cân đúng không? Ừ. Tạm thời là cái cân như đây. Cân thì lật chứ còn gì nữa. Được. À, cân này đúng không? Ừ. Thêm 1 triệu, 2 triệu. Cân. Cân rồi đấy. Thôi thêm 1 triệu. Này tỷ số không biết là nghiêng về ai nhỉ? 2 triệu rồi. Là đi. 9 đen xì. Rồi 9 mai ăn. Yeah. Wow. Liêng nếu mà mình caso là mình đẩy tiếp đấy. Thế thắng điểm nó không dám vào. Mày làm này đỏ lắm, này mình đen. Từ sáng chưa được bán nào. Ra này. À. Liêng ấy nhưng mà không được ăn to. Nhà kia chưa gà ấy. 9 điểm rồi đây. Nó gặp gà. Ra. Đi. Cắt đi. Món này không ẩm đâu. Một triệu cân. Thêm 1 triệu. Xấu thế, bài xấu thật đấy. Xấu đừng đánh. Thôi bỏ. Bố bà lên đây đi. Sao lại đen? 10 ri rồi. Cái này. Cái. Thêm cân. Cân của nhà ông đây. Đấy, lại liêng. Lại liêng, hai liêng rồi. Hai văn liêng nhỉ? Lại, ông không đuổi. Này à, vải đẹp lắm. Gà cái này kìa, vào gà đi. Không có liêng, gà cái vào luôn. Cúp đi, cắt đi. Đéo cắt nữa liêng. Cái gì? Mình mấy cân có 1 triệu rồi. Thế mà chết. Đổi có 1 triệu cũng không xong. Em kìa 1 triệu con em. Cân đi xem nào, đánh đi. À, cân. Không đuổi à? Cân, thêm 500. Nhà kia. Cho 2 nhà. Tự tin đánh con chị, sợ gì mà. Như này là cân luôn. Ừ. Như này là cân. Ừ. Cân à? Không thêm à? Thêm 1 triệu. Cân. Cái cân à? Cứ cân đi. Thêm 1 triệu là cân. Thôi lật luôn. Lật luôn. 6. Cân rồi. Chịt tòi. Yeah. Bác lật đi. 8. Lật thế nào? 7 chứ. 7. 7. 7. Đi ăn rồi. 5 rô. Trời. Cứ làm nhảm mãi được cái bà. Lật lật nhanh lên. 6, 7, 7. Mình cũng theo. Mình biết làm không có nước rồi. Nhưng mà mình giỏi quá. Ủa chị có hình xăm đẹp nhỉ? Bà này không thể tin được. Sỏi liên tinh. Hả? Chị lắm hình xăm lắm. Định hỏi hình nào? Chị xăm chỗ nào đấy? Nào cả. Đây. 1 triệu. Tử tử mãn được quán nhất thì phải cho em gì một tí chứ. Không nào nhỉ. Đánh đi. Đợi tí rồi à. Nhà kia tí. Chịu rồi. Từ từ bà. Ông kia đâu? Chưa lên. Từ từ. Anh đánh nước trong bài. Bỏ rồi. Ba nước bài. Đánh đánh gì? Cân bao nhiêu? Cân này. 1 này 2 này 3 này 4 này 5. Thôi em bỏ. Khiếp. Thêm gì mà nhiều. Mấy điểm ấy lật cho xem nào. 7, 8, 9. Có 7 củ 7 điểm. 7 điểm mà bỏ á? 7 điểm bỏ bài bác đẹp. Chắc đẹp hơn. Bác mới làm 5 củ thế chứ. Kêu anh đừng kêu bác. Nhà anh nhỉ? Ẩm 1 gà đi, 2 nhà kia. Đánh cái gì không? Đây. Tôi ẩm 1 triệu đấy. Nhà kia chưa gà kìa. Ông ấy. Đây. Ẩm 1 triệu. Anh chưa gà. Rồi có 1 cầu thủ nữa. Mấy con gà. Đưa vào cho tôi luôn đi mà. 2 triệu cân em ạ. 2 triệu cân. Ôi từ từ cứ lên bài đã.
2 triệu à? Ừ. Có thêm gì không? Không. 2 triệu cân nhá. 2 triệu cân này. 1 2 thêm 3 triệu nữa. Nhẹ nhàng thế thôi. Thành không? 3 triệu. Gắt lại, gắt cho to vào. Đấy. Từ sáng được mỗi ván, sợ nhỉ? Này bày làng rất đẹp nhá. Nhìn thấy rồi xong rồi biết bà làng đẹp. 5 triệu cân. Từ sáng không? Nhà làng toàn thằng em hả? Ừ, thêm 3. Ok. Ôi, thêm là 3 triệu. Nhà này đuổi mấy triệu em? Rồi em thêm 3. Rồi, 3 cân nhá. 7 triệu. 7 triệu mấy cân? 7 triệu cân. Thế là trừ đi 5 triệu là mình thêm 2 nữa là cân nhỉ? 10 3 11 12 13 14 cân này. Anh bảo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thêm 5 triệu. Ôi căng thế. Ủa ơi. Em thêm 8 triệu mới được cân. Em phải thêm 8 triệu mới cân. Ẻo ôi sao anh căng thế? 8 triệu sợ gì? Sợ gì bớt vào. 2 3 4 tôi bảo cân thì tôi cân cái bà. 7 8 người 8 thêm 2 2 triệu thôi. Thêm mạnh vào chị nứt người nha em. Mất người luôn. 5 thêm 5 triệu. 5 triệu. Còn cho làng chơi chứ. Đúng rồi. Ta có theo luôn. Gì? Nhưng mà anh mình bỏ luôn. Hôm nay anh đỏ lắm. Anh toàn gì mà bài chị thôi. 10 triệu cân. Hôm nay anh toàn dìm bài em còn gì nữa. Đây chín nước. Toàn chín nước. Mình toàn ít nước hơn. Mấy đấy? Thêm 5 đấy. Thêm 5 với lại vừa nãy 2 củ kia nữa là em phải thêm 7. Đây là cân. 10 triệu là cân rồi đúng không? Đúng rồi. 10 triệu có thêm không? Thêm này đủ 10 triệu nữa. Đúng rồi. Ủa, mặt. Càng đẹp đấy. Ủa, sợ thế. Chắc liêng to rồi. 10 triệu mình còn bao nhiêu tiền nữa đây này? Mày cứ bỏ đi. Bài mình có 7 nước mình bỏ. Bỏ cho nó ăn luôn. Thêm 8 à? 10 triệu. Thêm 8 à? 10. Cái 20 mới cân à? 8 nhỉ? Ừ. Em gái thêm mấy? 1 đâu phải xem làng đã. Đây còn đang đến cho còn bao tiền. Em vừa nãy là em đủ cho em thêm 5. À thế thì 15 thôi. 7 20 này. 8 nhà này có 15 9, thôi. 10 11 12 lại thêm 13 14 15 đây là cân nhá. 1 2 3 4 5 thêm 5. Thêm 5 là mình phải 15 triệu mình mới cân à? Đúng rồi. Ôi. Mình đấy. 10 nhá, sắp này có cái đếm đi này, vừa đếm lúc nãy. Thêm 5 nữa. Tức là chỗ này là 20, 20 là 15 là cân cộng với thêm 5. Chuẩn thêm 10 luôn đi chị. 1 2 3. Chỗ này là thêm 4 triệu nữa này, cho tròn cái chỗ đấy. Thêm mấy? 9. 9 à. 2 4 8 10. 2 4 6 8 đợi tí. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50. Rồi tổng là thêm 15 triệu. 15 là cân. Thôi thua ván này thì còn 8 lít đi taxi đi về. Đấy. Chịu nổi em nhà đấy chứ. 15 nữa tay. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy thua thì em đem tiền em đi về em mua taxi. 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Còn tiền đâu? Thế thôi bác cân đi. Bác cứ chơi khó nhá. Em cân nhá, cân đi, lật đi, lật đi. Em chơi số thế này thì bác cân đâu? Thế thôi, lật đi. Tới ra. Đây lại đâm ra xì cưng nhờ mày em rồi đấy, thật có một nữa thì bác sẽ khô máu với em đấy. Thôi nghỉ đi cả nhà ơi, vừa tiền hết tiền rồi hay nữa không hốt tiền về chị ơi. Đâu đây đây này đây hết tiền rồi thì hết tiền rồi thì thế con ok thì tiếp hay là chín hết cụ nó thua này lại đi chín này đánh như thật mà anh được bán rồi có tiền hôm qua thua nhiều quá. Chúng ta bài đi. Anh mới vào thằng tài chính ngoài kia đang cười kìa. Đánh như nhìn thấy bài ấy. Cười gì nhỉ? Hôm qua thua mấy xịt ai biết đấy. Ông là đâu. Nhà này cái kia mà bài em. Trước khi nói về cái trận đánh dàn dựng vừa rồi ấy thì mình nói qua cho các bạn biết về cái kính áp tròng. Như cái ông cao thủ đang đeo ở trong cái clip ấy thì kính áp tròng khi đeo vào nó sẽ như thế này. Đây, các bạn nhìn kỹ này. Đấy.
khi đeo vào thì mình nhìn sau lưng con bài nó sẽ thấy như này. Đấy, 3 này, 4 này, đúng không? 5 này. A là H này, đúng không? Q rõ ràng này, đúng không? 8 này. Đấy, thì kính áp tròng đeo nó là như vậy. Thì đeo như vậy thì để làm gì? Để mà trong quá trình đánh liêng ấy, hoặc đánh ba cây, người ta sẽ nhìn được bài của đối phương, từ đấy sẽ đưa ra những cái phương án đánh phù hợp. Ví dụ như ván bài của mình được 2 điểm như trong cái đoạn clip ông cao thủ ấy, được 1 điểm chẳng hạn, mà nhìn bài của đối phương nó chỉ được 6 điểm 7 điểm thì mình có thể đánh tố láo lên, đánh căng tay, thì đối phương nó không biết bài của mình mà mình biết bài của đối phương thì mình có thể lựa đánh nó là ok rồi. Nhìn người ta 6 điểm 7 điểm mình có thể đuổi người ta chạy. Hay là ván bài ví dụ như mình lên liêng to nhưng mà đối phương nó lên sáp hoặc lên liêng to hơn, thì mình cũng có thể là nếu như ván bài đấy mà không có kính áp tròng thì mình mất khá là nhiều tiền, nhưng mà khi mình đã có kính áp tròng rồi thì mình sẽ lựa mình đánh thì không mất 1.000 nào cả, mình bỏ bài, thấy chưa? Hay là cái ván bài mà mình lên liêng to mà người ta liêng bé chẳng hạn, đúng không? Nếu như mà mình không biết bài của đối phương thì mình sẽ đánh một phát to luôn. Thì nếu như mà đối phương mà mình đánh to phát như vậy, đối phương người ta sẽ sợ và người ta sẽ cân luôn chẳng hạn, đúng không? Tuy nhiên là mình đã biết sẵn như vậy thì mình có thể là chỉ đi cân người ta thôi, hoặc là thêm tầm vài trăm, 500 thôi, thì để đối phương nó dâng lên tiếp, đến cái lúc mà đối phương dâng được nhiều tiền rồi thì mình sẽ phát lại và phát cho to luôn, thì là đối phương nó không thể chạy được. Đấy là cái cách đánh của cao thủ khi mà dùng kính áp tròng. Thì ngoài ra thì kính áp tròng nó có thể ứng dụng trong cái việc chia truyền, chia cây thứ hai, mình biết cây nào thì mình chia, thấy chưa? Thì clip sau mình sẽ nói rõ hơn, đây chỉ nói qua về kính áp tròng giải mã cho anh em hiểu tại sao mà khi mà đeo kính áp tròng ông kia lại thắng được nhiều tiền như vậy. Thì đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho những anh em nào mà đang muốn chơi cờ bạc, thì có rất nhiều thủ đoạn và mánh khóe chơi cờ bạc nó là như vậy, thì tốt nhất là anh em tránh xa cờ bạc, nó là ok nhất, nhá.